dũng kiện huệ vương ngộ môn này vị dũng kiện huệ dạ xoa vương hiểu ngộ và minh bạch được đạo lý môn giải thoát này tất cả chúng sinh theo tà đạo phật bày tránh đạo không nghĩ bàn khiến khắp thế gian thành pháp khí dũng địch quân vương chứng môn này tất cả chúng sinh theo tà đạo tất cả chúng sinh tức là thai noãn thấp hóa mười hai loài tính tình chúng sinh rất kỳ quái nói pháp chánh đạo với họ thì họ hoài nghi chẳng tin nếu nói pháp tà đạo với họ thì họ tin không hoài nghi vì pháp chánh đạo phải giữ giới luật không thể sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu còn pháp tà đạo thì không giữ giới luật có thể sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu cho nên chúng sinh đối với chánh đạo chẳng biết thật hoặc là giả mà khởi nghi hoặc còn đối với tà đạo thì chắc là thật không nghi hoặc cho nên đi theo tà đạo. Phật bày tránh đạo không nghĩ bàn, Phật muốn cứu chúng sinh không giữ quỷ cụ, tức là chỉ bày cảnh giới tránh đạo khiến cho chúng sinh tu học. Cảnh giới tránh đạo là gì? Tức là quy y tam bảo, phát tâm bồ đà, trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, khiến cho tội diệt phước sinh, nghiệp tịnh tỉnh không có diệu dụng như vậy khiến khắp thế gian thành pháp khí. Pháp khí tức là tài năng, Ngài Lục Tổ là thành tựu pháp khí, Hám Sơn Đại Sư cũng là thành tựu pháp khí. Các Ngài tu đắc được thân kim càng bất hoại, nhập diệt rồi mà nhục thể không giữa không thối, trở thành nhục thân Bồ Tát, đó là pháp khí. Đức Phật khiến cho chúng sinh thế gian đều thành pháp khí, do đó mượn cái giả tu cái thật. Túi da hồi thối này là căn phòng tạm thời chúng ta ở trong căn phòng tu đạo đó là mượn thân giả xác thân tu chân thân pháp thân đừng xem căn phòng quá quan trọng nhưng cũng đừng cố ý làm tổn hại nó nếu có chút hư hỏng gì cũng phải sửa lại nếu không thì chẳng có phòng để ở không nơi để tu bây giờ người ở trong phòng đều có bệnh có bệnh gì có bệnh tham bệnh sân bệnh si bệnh đố kỵ bệnh ích kỷ chúng ta phải mời bác sĩ đến chữa trị vì bác sĩ có thuốc hay thuốc đến thì lành bệnh thuốc hay này tức là siêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si cho nên phật pháp là vạn đình đàn dũng địch quân vương chứng môn này vị dũng địch đại quân dạ xoa vương chứng tác được hiểu được pháp môn này tất cả các phước nghiệp thế gian hết thảy đều do phật quang chiếu biển trí của phật khó dò được phước tài đắc được giải thoát này. Tất cả các phước nghiệp thế gian, Phật là do làm các việc thiện mà thành tựu, do đó tích tụ các điều lành thì gặt hái quả báu tốt đẹp, tích tụ các điều ác thì gặt hái quả báo tai ương. Đó là đạo lý thiền kinh địa nghĩa, định luật vạn cổ không thay đổi. Chúng ta là người tu đạo phải lấy thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước, khắc vào tâm khảm hết thầy đều do phật quang chiếu phật quang phổ chiếu tức là bản phước phước từ đâu đến là do phật gia bị mới có phước nghiệp như thế cho nên nói hết thầy đều do phật quang chiếu biển trí của phật khó dò được trí huệ của phật như biển cả biển thì rộng lớn vô biển khó dò khó lường không cách gì biết được nó lớn cỡ nào phước tài đã được giải thoát này cảnh giới môn giải thoát này vì phước tài dạ xoa vương đạt được. Nghĩ nhớ quá khứ vô biên kiếp, Phật thầy đều tu mười trí lực, khiến các trí lực đều viên mãn, cao tràng vương biết rõ môn này. Nghĩ nhớ quá khứ vô số kiếp, hồi tưởng nhớ lại chư Phật tu hành trong quá khứ đều trải qua vô số kiếp, tuy trải qua thời gian lâu dài như thế, nhưng Phật dẫn dũng mãnh tình tấn, chẳng có tơ hào giải đãi phóng giật, cho nên mới thành tựu ngày hôm nay. Phật thầy đều tu mười trí lực, Phật trong vô số kiếp đều tinh tấn tu mười thứ trí lực. Một, trí xứ phi xứ trí lực, trí lực biết xứ phi xứ. Hai, trì tam thế nghiệp báo trí lực, trí lực biết nghiệp báo ba đời. Ba, tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, trí lực biết thiền giải thoát tam muội. 4. Chỉ trừ cần thắng liệt trí lực, trí lực biết các cần thắng liệt. 5. Chỉ trùng trùng giải trí lực. 6. Chỉ trùng trùng chủ giới trí lực. 7. Chỉ nhất thiết trí, sở đạo trí lực. 8. Chỉ thiền nhãn vô ngại trí lực. 9. Chỉ túc mạng vô lậu trí lực. 10. Chỉ vĩnh đoạn tập khí trí lực. Chiến các trí lực đều viên mãn. 10 trí lực này viên mãn thành tựu tất cả sức lực cao tràng vương biết rõ môn này cảnh giới này vị cao tràng dạ xoa vương hiểu biết rõ được lại nữa thiện huệ ma hầu la giả vương được môn giải thoát dùng tất cả thần thông phương tiện khiến cho chúng sinh tích tập công đức vị thiện huệ ma hầu la giả vương ma hầu la giả dịch là đại phục hành tức là thần mãng xà còn gọi là địa long nhưng rồng chẳng có thần thông vị này đắc được cảnh giới biết được phật dùng thần thông phương tiện pháp môn khiến cho chúng sinh tích tập công đức từ ít thành nhiều từ nhỏ thành lớn công đức tích độ nhiều rồi thì đắc được giải thoát đó là môn giải thoát của vị này đắc được thần thông có sáu thứ một thiên nhãn thông hai thiên nghĩ thông ba túc mạng thông bốn tha tâm thông năm thần túc thông sáu lậu tận thông Thần thông của Phật, thần thông của Bồ Tát, thần thông của A-la-hán đều khác nhau. Ví như thần thông của A-la-hán chỉ quan sát được nhân quả trong tám vạn đại kiếp, mà không thể quan sát được nhân duyên ngoài tám vạn đại kiếp. Thần thông của Bồ Tát quan sát được nhân quả ngoài tám vạn đại kiếp, nhưng không quan sát được nhân duyên trăm vạn đại kiếp. Thần thông của Phật quan sát được nhân quả vô lượng đại kiếp. Tịnh ngoại âm ma hầu la giả vương được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ phiền não đắc được mát mẻ an vui vì tịnh oai âm ma hầu la giả vương biết được cảnh giới của phật khiến cho tất cả chúng sinh giải nhiệt phiền não nhiệt phiền não là gì tức là vọng tưởng phiền thân não tâm phiền não có phiền não lớn phiền não vừa phiền não nhỏ phiền não lớn có tám thứ phiền não vừa có hai thứ phiền não nhỏ có mười thứ vị ma hầu la giả vương này khiến cho tất cả chúng sinh đều được mát mẻ an vui tinh tấn nỗ lực tu hành đó là một giải thoát vị này đắc được tháng huệ trang nghiêm kế ma hầu la Giả vương được một giải thoát khiến khắp tất cả chúng sinh suy nghĩ thiện hoặc bất thiện đều vào pháp thành tịnh vị tháng huệ trang nghiêm kế ma hầu la Giả vương khiến khắp tất cả chúng sinh suy nghĩ thiện và bất thiện đều đắc được thanh tịnh những chúng sinh này minh bạch rất nhiều đạo lý. Đạo lý thiện cũng minh bạch, đạo lý bất thiện cũng minh bạch. Nhưng loại chúng sinh này rất dễ đi lầm đường, vì chính mình cảm thấy đã minh bạch. Thật ra họ chẳng minh bạch chân tránh, cho nên rất dễ lầm đường lạc lối. Vị này khiến cho tất cả chúng sinh vào pháp thanh tịnh vô vi, đi trên con đường chân tránh. Đó là môn giải thoát vị này đáp được. Diệu Mục Chúa Ma Hầu La Giả Vương được một giải thoát thấu đạt tất cả chẳng chấp trước tướng phước đức tự tại bình đẳng vị diệu mục chúa mà hầu la giả vương thấy rõ thông đạt đức phật đối với tất cả cảnh giới chẳng có chỗ chấp trước cũng chẳng chấp trước tất cả tướng không rời tất cả tướng không chấp trước nơi phước đức cũng chẳng chấp trước nơi tự tại cũng chẳng chấp trước nơi bình đẳng cho nên gọi là tất cả chẳng có chỗ chấp trước Phật là ruộng phước của chúng sinh, tăng cũng là ruộng phước của chúng sinh. Do đó, rồng tuy không thể mưa xuống, nhưng cầu mưa phải nhờ rồng. Phạm tăng tuy không thể trồng phước, nhưng cầu phước phải nhờ tăng. Người tu phước phải luôn luôn tiếc phước, thì phước không tồn giảm. Có phước đức thì được tự tại, có tự tại thì được bình đẳng. Đó là một giải thoát của vị này đáp được. Đăng tràng ma hầu la giả vương Được một giải thoát khai thị tất cả chúng sinh Khiến cho xa lìa con đường đen tối sợ hãi Vị đăng tràng ma hầu la giả vương Thường hiện quang minh Quang minh này từ trí hoại hiện ra Giống như đèn tràng nằm quang mười màu sáng lạng trói mắt Vị này đắc được cảnh giới của Phật Khai thị tất cả chúng sinh Khai là khai Phật trí kiến Thị là thị Phật trí kiến Khiến cho chúng sinh ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến Vị này khiến cho tất cả chúng sinh rời khỏi con đường đen tối sợ hãi Tức cũng là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ súc sinh Trong ba đường ác đầy dẫy đen tối và sợ hãi Đen tối là biểu thị, chẳng có trí huệ Một khi gặp được quang minh trí huệ đang tràng Thì chẳng còn sợ hãi Đó là môn giải thoát vị này đắc được Tối thắng quang minh tràng ma hầu đa giả vương Được môn giải thoát biết rõ tất cả công đức của Phật sinh hoàn hỷ. Vị tối thắng quang minh tràng ma hầu la giả vương, biết rõ tất cả công đức của Phật là do vạn đức tràng nghiêm mà thành phận. Vị này hiểu được cảnh giới này cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch cảnh giới này. Chúng sinh minh bạch rồi, thì cũng sinh tâm hoan hỷ. Đó là một giải thoát vị này đắc được. Sự tử ức ma hầu la giả vương, được môn giải thoát, sức dũng mãnh, làm chủ cứu hộ tất cả chúng sinh. Vị sư tử ức mà hầu la giả vương, ức tức là bộ ngực. Vị này sức được dũng mãnh nhất, được làm chủ nhân cứu hộ tất cả chúng sinh. Nếu có một chúng sinh nào không thành Phật, thì vị này thề không nghỉ ngơi. Bất cứ chúng sinh có tai nạn gì, vị này đều đi cứu hộ. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chúng diệu trang nghiêm âm mà hầu la giả vương, được một giải thoát khiến tất cả chúng sinh tùy sự nghĩ nhớ mà sinh ra vô biên vui thích. Vị chúng diệu trang nghiêm âm ma hầu là giả vương, âm thanh do chúng diệu trang nghiêm, cho nên âm thanh của vị này rất hay, đẹp, êm tai, khiến cho người nghe quên hết tất cả mọi yêu sầu, phiền não. Tùy theo sự nghĩ nhớ của chúng sinh mà khiến cho họ sinh ra vô biên vui thích, đó là một giải thoát của vị này đắc được. Tù Di Ước Mà Hầu La Giả Vương được mua giải thoát nơi tất cả sở duyên quyết định không động và được đầy đủ đến bờ kia. Vị Tù Di Ước Mà Hầu La Giả Vương đã được cảnh giới tất cả sở duyên vị này quyết định không bị cảnh giới làm lai động mà đạt đến bờ kia cứu kính làm mãn túc. Đó là cảnh giới của vị này đã được. Khả ái là Quang Minh Mà Hầu La Giả Vương được mua giải thoát vì tất cả chúng sinh không bình đẳng mà khai thị con đường bình đẳng vị khả ái lạc quang minh mà hầu la giả vương được cảnh giới vì tất cả chúng sinh không bình đẳng mà khai thị pháp bình đẳng đạo lý cứu kính thành phật là bình đẳng chẳng khác biệt đó là một giải thoát vị này đắc được bây giờ thiện huệ oai quang mà hầu la giả vương nương oai lực của đức phật quan sát khắp tất cả chúng mà hầu la giả mà nói ra bài kệ Lúc đó, vị thiện huệ oai quang mà hầu la già vương, đường đại oai thần được gia bị của chư Phật, quán sát khắp tất cả chúng ma hầu la già mà nói kệ để tán thán công đức của Phật. Ông quán như lai tánh thanh tịnh, oai quang hiện khắp lợi quần xanh, khai thị cam đồ khiến mát mẻ, các khổ diệt hẳn không chỗ nương. Ông quán như lai tánh thanh tịnh, thiện huệ oai quang vương, nói với Quyến thuộc ma hầu đa già rằng các vị hãy xem phật tánh là thanh tịnh không nhiễm ô thanh tịnh như hư không oai quang hiện khắp lợi quần xanh phật tứ bi phóng ra quang minh đại oai đức khiến cho chúng sinh nhờ quang minh của phật chiếu sáng mà đắc được lợi ích sự lợi ích này có thể khai mở trí huệ khai thị cam lồ khiến thanh lương vị này khai thị chúng sinh đều đắc được vị cam lồ thơm ngon Chúng sinh đói khát mà được cam lồ, thì lập tức nó đủ. Chúng sinh tội nghiệp nặng mà được cam lồ, thì tội nghiệp tiêu trừ. Dù chúng sinh ở trong địa ngục nếu được cam lồ, thì trào dầu than hồng cũng biến thành hồ sen. Bất cứ việc gì không như ý, nếu được cam lồ thì đeo mát mẻ. Các khổ vĩnh diệt không chỗ nương. Bất cứ có bao nhiêu nghiệp khổ, nếu đắc được oai quang của Phật chiếu sáng, thì tất cả nghiệp khổ đều tiêu diệt vì nghiệp chứng tiêu diệt rồi cho nên tất cả sự khổ cũng chẳng còn khổ là do nghiệp chứng mà đến có nghiệp chứng khổ thì có chỗ nương tựa không có nghiệp chứng khổ thì chẳng có chỗ nương tựa tất cả chúng sinh trong biển cõi các ác nghiệp hoặc tự giang buộc bày họ thực hành pháp tịch tĩnh tịnh oai âm vương thấu một này tất cả chúng sinh trong biển cõi chúng sinh trong tam giới ở trong biển lớn 25 cõi, tức cũng là ba cõi. Ba cõi là gì? Vì chúng sinh trong ba cõi đều có nghiệp nhân quả cho nên gọi là ba cõi. Các ác nghiệp hoặc tự che đậy, chúng sinh ở trong tam giới 25 cõi, các nghiệp ác đều khác nhau. Dục giới thì có nghiệp của dục giới, sắc giới thì có nghiệp của sắc giới, vô sắc giới thì có nghiệp của vô sắc giới. Do các ác mà tạo ra các nghiệp, có các nghiệp rồi thì mê hoặc càng sâu nghiệp hoặc giống như xiềng xích trói người không được giải thoát lại còn che đậy chúng sinh ở trong biển nghiệp cho nên không thấy quang minh không thấy quang minh thì sinh ngu si ngu si thì chẳng có trí huệ chẳng có trí huệ thì làm việc điên đảo mê hoặc chúng sinh tạo các nghiệp ác nhất định phải sám hối mới tiêu diệt được do đó tội lỗi tẩy trời sám hối tiêu sạch song nghiệp ác của chúng sinh quá sâu còn không biết sinh tầm sám hối người xưa nói tội từ tâm khởi đem tâm sám nếu tâm diệt thì tội cũng mất tầm mất tội diệt cả hai đều không đó mới gọi là thật sám hối nghĩa là chỉ cần trí thành khẩn thiết sám hối thì tội nghiệp đã tạo ra chắc chắn sẽ tiêu diệt nhưng chẳng phải nói hôm nay sám hối ở trước đức phật ngày mai lại tái phạm nữa không chân tránh sửa đổi lỗi lầm thì không những chẳng có ích gì, mà còn có tội thêm, vì biết mà cố phạm thì tội sẽ gia tăng. Bài họ thực hành pháp tịch tĩnh, khai thị chỉ bài chúng sinh có nghiệp ác, dạy họ pháp tịch tĩnh của Phật tu hành, thì chẳng còn phiền não, bỏ nghiệp ác mà được nghiệp thiện. Tịnh oai âm vương thấu môn này, cảnh giới môn giải thoát này vì tịnh oai âm mà hầu la giả vương hiểu biết rõ. Chí Phật như biển không nghĩ bàn, biết tâm chúng sinh vô bất tận, vì họ xiển minh pháp thành tịnh, thắng hoại nghiêm kế ngộ môn này. Trí Phật như biển không nghĩ bàn, trí huệ của Phật như biển cả rộng lớn vô biên, không thể đo lường, không thể nghĩ bàn, cho nên chẳng có gì mà không biết, chẳng chỗ nào mà không thấy. Biết tâm chúng sinh vô bất tận, vì nguyên nhân này cho nên tâm của chúng sinh, Phật đều biết, đều thấy. Chúng sinh khởi vọng tưởng gì, Phật đều hiểu biết rõ ràng. Vì họ xiển minh pháp thanh tịnh, vì tâm của chúng sinh bị danh lợi trói trẻ mà sinh ra vô minh, Phật vì giáo hóa độ cho họ liệt khổ được vui, mà nói pháp thanh tịnh cho họ nghe, dạy họ thế nào tu giới định huệ bà học vô lậu, làm thế nào dứt trừ tham sân si bà độc. Thắng huệ nghiêm kế ngộ môn này. Pháp môn này vị thắng huệ trang nghiêm kế mà hầu la giả vương hiểu ngộ được. Vô lượng chư Phật hiện thế gian vì khắp chúng sinh làm ruộng phước, biển phước rộng lớn sâu khó dò, diệu mục đại vương thấy môn này. Vô lượng chư Phật hiện thế gian có mười phương ba đời vô lượng Phật, do đó đồng với số chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu đức Phật. Đó là chủ trương của Phật giáo, vì ai ai cũng có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Chỉ cần tu hành thì có cơ hội thành Phật Giống như một số người đều có tư cách làm Tổng thống hoặc Chủ tịch Nhưng phải có đủ điều kiện, có học thức phong phú, có khả năng làm việc Có tinh thần phục vụ, có thân thể cường tráng Thì sẽ có cơ hội làm Tổng thống hoặc Chủ tịch Khắp vì chúng sinh làm ruộng phước Vô lượng vô biền tất cả chư Phật xuất hiện khắp trong thế gian Để vì chúng sinh làm ruộng phước khiến cho tất cả chúng sinh đều có cơ hội trồng phước. Cúng dường tam bảo có công đức không thể nghĩ bàn, nhưng phải làm đường có xí đồ mới có công đức lớn. Dùng tâm thanh tịnh cúng dường một trái cây hoặc một cành hoa thì công đức không thể tính đếm được. Biển phước rộng lớn, sâu, khó dò. Dùng tâm kiền thành không mau cầu để cúng dường tam bảo thì biển phước tích tập vừa rộng vừa sâu không cách chi đo lường được công đức càng nhiều thì biển phước càng sâu chư phật đều ở trong ba a tăng kỳ tù phước huệ cũng dường tất cả chư phật khi phước huệ đầy đủ thì mới thành tựu diệu mục đại vương thấy một này cảnh giới này vị diệu mục chúa mà hầu la giả vương hoàn toàn thấy được tất cả chúng sinh lo sợ khổ phật hiện ra trước để cứu hộ khắp hết thầy pháp giới hư không môn giải thoát này đang tràng chứng. Tất cả chúng sinh lo sợ khổ, tất cả chúng sinh lo âu, mà sợ hãi đó là quả khổ vì tham vui nhất thời, mà trong xuống nhân ác thì chắc chắn không thể tránh khỏi quả báo khổ. Bồ Tát thì sợ nhân không sợ quả, lúc trống nhân thì đặc biệt rất cẩn thận, không khởi chút vọng niệm nào, nhưng khi thọ quả báo khổ thì tâm vẫn an nhiên tiếp thọ, chẳng oán trời trách người tất cả đều là nhân quả chẳng sai lầm. Phật hiện ra trước để cứu hộ, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều hiện ra trước tất cả chúng sinh để cứu hộ chúng sinh giữa đường. Vì vô mình tác quái cho lớp tâm thanh tịnh mất đi trí tuệ, bỏ con đường chân tránh mà đi trên con đường nhỏ hẹp nguy hiểm. Phật thường xót những chúng sinh này cho nên nương thuyền tử bi đến thế giới này để cứu hộ chúng sinh ra khỏi biển khổ khắp hết thảy pháp giới hư không pháp thần của phật là khắp tất cả mọi nơi cho nên nói tận hư không biến pháp giới khắp hết thảy phàm là chỗ nào có chúng sinh bất cứ là chúng sinh càng cường hoặc là chúng sinh khó điều phục đều cứu hộ khiến cho họ điều khổ được an lạc môn giải thoát này đăng tràng chứng cảnh giới môn giải thoát này vì đăng tràng mà hầu là giả vương chứng đắc được công đức nơi một lỗ lồng Phật, thế gian đo lường không biết được, vô lượng vô biên đồng hư không, quảng đại quan tràng thấy như vậy. Công đức nơi một lỗ lồng Phật, trong một lỗ trần lồng của Đức Phật, có vô lượng vô biên công đức. Những công đức này từ đâu đến? Khi Phật tại nhân địa phát tâm Bồ đề, thì luôn luôn làm việc có ích lợi cho chúng sinh. Vì có ích lợi cho chúng sinh cho nên mới thành tựu công đức tu công đức như thế nào? Trước hết phải ủng hộ tam bảo cúng dường tam bảo, cung kính tam bảo, tam bảo tức là ruộng phước của chúng sinh, làm công đức tức là trồng và ruộng phước, phàm là Phật giáo đồ đều phải hết sức mình để làm công đức, đến khi công đức viên mãn thì chắc chắn sẽ đắc được phước báu. Khi Phật tại nhân địa thì gần gũi tam bảo, quy y tam bảo, hộ trì tam bảo, phàm là công đức lớn nhỏ ngài cũng đều làm. Cho nên trong một lỗ chân lông của Phật đầy đủ các công đức, vì trong một lỗ chân lông của Phật dung nạp được vô lượng chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới, và ở trong lỗ chân lông truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Thế gian đo lường không biết được, tất cả chúng sinh thế gian cùng chung lại để nghiên cứu vấn đề này cũng không lường được Đức Phật có bao nhiêu công đức, cũng chẳng cách chi hiểu biết được cứu kính có bao nhiêu vô biên vô tận đồng hư không. Công đức của Phật chỉ có thể nói là vô biên vô tận, ví như sự rộng lớn của hư không, không cách chi hình dung được. Cổ đức có nói, tầm niệm hạt bụi đếm biết được, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được gió buộc được, không thể nói hết công đức của Phật. Đó là sự thuyết minh thích hợp nhất. Quảng đại, quang tràng thấy như vậy công đức như vậy chỉ có vị quảng đại quang tràng ma hầu la già vương thấy được cảnh giới này như lai thông đạt tất cả pháp nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ như núi tu di không lay động sự tử ước vương vào môn này như lai thông đạt tất cả pháp Phật muốn lợi ích chúng sinh muốn cứu hộ chúng sinh cho nên ngài tu đủ thứ công đức mỗi mỗi công đức viên mãn rồi thì vào sâu tạng kinh trí huệ như biển mới thông đạt được tất cả các pháp mới hiểu được tất cả các pháp nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ ở trong tám vạn bốn ngàn pháp môn pháp tính trong mỗi môn đều thấu triệt thông đạt vô ngại đều hiểu biết vô ngại tóm lại tức là trí huệ quang minh chiếu sáng thật tướng của các pháp như núi tu di chẳng lay động pháp tánh giống như núi diệu cao không lay động bốn vị thiên vương ở giữa núi tu di dịch là diệu cao, trên đỉnh núi là trời đao lợn. Phật dùng sức dũng mãnh tinh tấn để cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên gọi là Chúa cứu hộ tất cả chúng sinh. Pháp tánh của Phật có định lực như núi Tu Di, sư tử ước vương và môn này, vị sư tử ước vương minh bạch được, chứng nhập được pháp môn giải thoát này. Phật trong quá khứ kiếp xa xưa tập biển hoan hỷ sâu vô tận nên ai thấy được đều vui mừng. Pháp này nghiêm ân, chứng nhập được. Phật trong quá khứ kiếp xa xưa, khi Đức Phật ở trong vô lượng vô biên đại kiếp xa xưa, chưa từng sinh một chút phiền não, tập biển hoan hỷ sâu vô tận. Phật ở trong vô lượng kiếp tích tập hoan hỷ sâu rộng không bờ bến như biển cả. Khi Phật ở tại nhân địa, thì bất cứ thấy ai cũng đều sinh tâm hoan hỷ. Ngài phát tâm độ tất cả chúng sinh nên ai thấy được đều vui mừng. Vì quan hệ như vậy cho nên chúng sinh thấy được Phật, thì chẳng có một chúng sinh nào mà chẳng sinh tâm hoàn hỷ. Pháp này nghiêm âm chứng nhập được. Môn giải thoát này vị chúng diệu trang nghiêm âm mà hầu la già vương chứng nhập được. Biết rõ Pháp giới không hình tướng, biển ba la mật đều viên mãn, đại quang cứu Pháp các chúng sinh, sơn đức biết được phương tiện này biết rõ pháp giới không hình tướng thấy biết rõ pháp giới chẳng có hình tướng pháp giới tức là chân tâm của chúng sinh chân tâm thì khắp cùng pháp giới pháp giới cũng chẳng lìa khỏi chân tâm của chúng ta cho nên mới nói nếu ai muốn biết rõ tất cả phật ba đời hãy quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo giống như làm văn trước hết phải nhận thức rõ ràng chủ đề chân tâm thì chẳng có hình tướng là tận hư không khắp pháp giới do đó mười pháp giới không lìa một tâm niệm pháp giới là do pháp hóa mà thành giới